Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Brahma-ca-lo-ka-thi-pa-ti-sa-ham-pa-ti ka-tan-ca-li-an-thi-va-rang-a-ya-ca-tha santi-tha-san-tam-para-cham-kha-ca-ti-ka de-se-tu-tham-mang-anu-kham-pi-mang-pa-cham santham-ma-phi-vin-vi-na-yan-ca-kha-yang sun-kan-ca-ban-thang-a-pi-tham-ma-cham-mang A khổ ta yên tu cha tu sát cha tan đăng pháp bồ tát này về pháp vi sa yam mạnh về chúng sanh tất cả buồn hàng giữ xem trong nước minh quang luôn chờ chờ lô mộc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên lòng kính thành cung thỉnh phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai vào độ đời nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm kiệu trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hẳn còn lâu năm cả tam giới thừa ân vô cầm đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn chúng con thành kính thỉnh thầy thầy kinh Tăng Đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui con kính dâng mít đến thầy Nam mô Buddhaya Nam mô Dhammaya Nam mô Sanghaya Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào các quý sư cô, chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếp về lậu tâm. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi samma sambuddhammatulaṃ Satsattham Maganuttamang Apiwa Dipa Sissang Apitamat Pasang Kahang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng ta cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. kính thưa tất cả quý vị. Chúng ta có một buổi đầu tiên vô ha, đọc Pali nhưng mà như là thi thi Pali sẽ có một bài thi ngắn để cho quý vị có quan hệ được pháp ha. Tiêu chuẩn thi là phải đọc thứ nhất là phải đọc đúng âm giọng ha là một hai là rõ ràng thứ ba là không bị dấp thứ tư là đọc hay đẹp
bốn tiêu chuẩn thì được chấm điểm, ai được nhiều nhất, trúng nhiều nhất sẽ được 10 điểm, còn không sẽ bị trừ bớt, từ trặc cái bớt từ từ ha. Rồi mong quý vị cố gắng nha, cố gắng đọc cho ngon lành ha. Rồi, xin mời cô Nhật Quỳnh post bài lại cho quý vị cùng nhau lên thi, rồi ai được điểm nhiều nhất nha. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ. Nam Mô Thầm Mà, dạ. Nam Mô Sân Kha, dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lãnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào Thầy Kinh, con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Và con cũng xin xung phong lên thi trước, cũng như mọi lần. Và thưa con xin đọc. Bạn cha đò ra quỳ thi ca thằng, úp bà đặt thi ti pha hoàng gáo xề na. Kha nát ta dặn, ê ca chích tắc kha năng nà ma, ta ni ba na sát ta ra sa, chích tắc kha nà ni, rù ba thầm ma na ma du. Dạ con chưa thấy, dạ con xin đọc tiếp. Ê ca chích tắc kha na tì ta ni hòa bà hô chích tắc kha na tì ta ni hòa thi tiếp bát ta nề qua bành cha lâm ba na ni bành cha đòa rê a ba thầm a gắt chanh tí tắc mà gia đi ê ca chích tắc kha na ti ta căng ru ba ram ma năng chắc khuất sa a ba tham a gắt cha ti. Dạ vậy con đã đọc xong, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh bốt bài. Dạ con xin kính cảm ơn thầy. Dạ con xin nhượng mic cho người kế tiếp ạ. Dạ thưa con, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào Thầy Kinh và chào Đạo Tràng, con xin phép được đọc. Bành cha đò ra quỳ thích khát thần, upat tati ti bát hoàng
kha nam ta yang e ka chit ta kha nang na mát ta ni pa na sát ta ra sa chit ta kha na ni ru ba tham ma na ma yu e ka chit ta kha na ti ta ni wa ba hu chit ta kha na ti ta ni wa ti wa ti pa ta ni wa pan cha lâm ba na ni pan cha do re a pa thang a gat chan ti thas ma ya di e ka chi tắc kha na ti tắc khang ru ba lâm man ma mang chắc khu sa a pa thang a gat chan ti. Dạ thưa con, có sai xin quý đạo tràng và thầy sửa dùm cho con. Con xin cảm ơn, con xin mời vị kế tiếp. À, con kính chào thầy Kinh, kính chào anh chị em đạo hữu. Dạ hôm nay con cũng hơi mệt, anh có gì ấy thì xin thầy Kinh và quý đạo hữu bỏ qua giùm con nha. Tần chá đòa ra vì chí cách thằng Úc bà đất thí chí phá hoàng ra quá xề ná khá nắp ta dằn ê các chí tắc khá nằng mà má tà mi pa na sát ta ra sá chí tất khả nà ni rù phá thầm mà na mà yu ê ca chít tất khả nắp tà ni hòa tà hú chít tất khả nà mà ni hòa thi tiếp tất tà nề quá tầm chà lầm đá mà ni tầm chà đòa về à bà thằng à gấp chẳng tí tas ma ya di e ka chit tak kha na ti tak kang ru pa ram ma nang chak ku sa a pa thang a ga cha ti. Dạ con đã đọc xong, dạ có gì sai nhờ thầy Kinh sửa giùm con. Cảm ơn đạo tràng lắng nghe, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin xuống mấy cạc xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con kính chào thầy Kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Bành cha đòa ra quỳ thị ca thằng úp bà đát thi ti pha hoàn ga qua sề na kha nát ta dằng ê ca chít tắc kha nằng nà ma tà ni ba na sa ta ra sa chít tắc kha nà ni rù ba thầm mà na mà yúc ê ca chít tắc kha nà tì tà ni hòa ba hu chít tắc kha nà tì tà ni hòa thi tiếp bát tà nề quá bành trà lầm ba nà ni bành cha đòa rề à bà thầm à gách tràn tít tát mà gia đi ề ca chít tắc kha nà tít tát cằng rù bà rầm ma nằng chắc khu sa à bà thầm à gách cha tị. Dạ, con đã đọc bài xong, con kính tri ân thầy. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa con xin đọc bài ạ. Dạ, con kéo xuống từ cô Nhật Quỳnh Post, chứ đó con không thấy được ạ. Bành chá đòa rá quỳ thí cá thằng úp bà đắt thí tí phá hoàng gá quá xề ná khá nách tá dằn ề cá chích tắc khá năng nà má tà ní bá ná sách tá rá sá chích tắc khá nà ní rù bá thầm mà ná mà dú ề cá chích tắc khá nà tì tà ní hòa bá hú chích tắc khá nà tì tà ní hòa thí tiếp bách tà nề quá bành trà lầm bá nà ní bành chá đòa rề à bà thằng à gắt chành tí tát mà giá đi ề cá chích tắc khá nà tí tá căng rù bà rầm má nằng chắc khút xá à bà thằng à gắt chá tí. Dạ, con đã đọc xong, con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính đảnh lễ thầy kinh. Và con kính chào đạo tràng. Và con xin đọc trả bài hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quỳnh và cảm ơn đạo tràng nhiều. Cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài lên ạ. Bành cho đùa ra vì thí cá thằng bà đắc thi ti pha hoành ga hoa xề na kha nát ta dằn ê ca chích tắc kha nàng nà má tà ní ba na sắc ta ra xá chích kha nà ní rù ba thầm mà na mà dú ê ca chích tắc kha nà tì tà ní hòa ba hú chích tắc kha nà tì tà ni hòa ti tiếp bắt tà nề qua bành trà lầm ba nà ni bành cha đùa rề à bà thằng à gấp chần trí tas mà gia đi ê ca chích tắc kha nà ti ca ta cần rù bà rầm ma nặng chắc khút xa à bà thằng à gấp cha tí. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con có sai xin mong thầy sửa lại giùm con ạ. Xin cảm ơn đạo tràng nhiều. Giờ đem từ mời bàn tay của Thiên Vũ ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh, kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ngày hôm nay. Thành chát đoà ra quỳ thi ca thằng úp thà đắt thi ti pha hoàn ga hoa xề na ca nát ta dằng ê ca chít tắc kha nặng nà ma tà ni pha na sát ta ra sa chít tắc kha nà ni rù pha thầm mà na mà du ê ca chít tắc kha nà tì tà ni hòa ba hu chít kha na ti ta ni wa thi ti pa ta ne wa thành cha lâm ba na. Nào, chắc khút xa à pa tham a rắc cha ti. Dạ, con đã đọc bài xong, con có sai, con xin thầy thừa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Bành cha đoà ra quỳ thí các thần u bà đắc thí tí pha hoành gá quá xề ná khá nắp tá dần ê các chít tắc khá nàng nà má tà ni pa ná sát tá ra sát chít tắc khá nà ni rù bá thầm mà ná mà dú ê các chít tắc khá nà tì tà ni hòa bá hú chít tắc khá nà tì tà ni hòa thí tí bát tà nề quá bành trà làm bà nà ni bành trà đòa rề à bà thằng à gác trá tí tát mà giá đi ê cá chít tát khá nà tí tát càng rù bà rằm mà nàng chắc khuất xá à bà thầm à gác trá tí. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dân mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ con cảm ơn cô Meta. Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con xin kính chào thầy. Dạ, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc. Bèn cha đọa ra vị thi ca thằng ấp bà đa thi ti pha vành ga qua sề na khá na ta dặn ê ca chít tắc khá nặng nà má tà ni ba na sát ta ra sa chít tắc khá nà ni rù ba thầm mà na mà du ê ca chít tắc kha nà tì tà ni hòa ba hút chít tắc kha nà tì tà ni hòa thi ti bát tà nề qua bèn cha lầm ba nà ni bèn cha đòa rê a bà thằng gà à, gác chàn tí tas ma ya di e ka chit tak khana ti tang ru ba ram ma nang chak khut sa a ba thang a ga cha ti. Dạ con đã đọc xong. Dạ, kính chào, kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã hỗ trợ giúp đỡ. Con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và các cô tu nữ, con kính chào thầy kinh và con kính chào quý đạo hữu ạ. Con xin đọc ạ. Bành cha đoà và vì thi ca tặng úp bà đa thi ti pha qua pha quản ga qua sề na khát khát mát ta rằng e ca chi tắc kha năng na ma ti ta ni pa na sa ta ra sa chi tắc kha na ni ru
pa tha ma na ju ma ju e ka chi tak kha na ti na ni wa ba hu chi tak kha na ti ta ni wa ti thi ti pa ta ne wa pañ cha pañ cha lam ba na ni pañ cha đoà rê a pa a pa thang a khách chàn ti tas ma gia đi e ca chi tắc khả na ti ti ta căng rù pa ram ma năng chắc khu sa a pa thang a khách chàn ti. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống bức, con sai, con nhờ sư và thầy sửa cho con ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Ôi, dường cho Minh Giang đọc trước nha. Nguyện chàng mới vô. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Kính chào thầy Kinh. Dạ, cảm ơn Sức Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, con xin đọc bài ạ. Bành cha đòa đa quỳ thi ca thằng Úp bà đát thi ti pha hoàng ga hoa xề nát cát nát tha dặn ê ca chít tắc kha nặng nà má tà ni bành na sa ta ra sa chít tắc kha nà ni rù ba thầm mà na mà yu ê ca chít tắc kha nà tì nà ni hòa ba hu chít tắc kha nà tì tà ni hòa thi tiếp bát tà huệ qua bành trà lầm ba nà ni bành cha đòa rề ấp bà thằng a gắt chành ti tas mà gia đi ê ca chít tắc kha nà ti kha cằng rù bà rầm ma nằng chắc khu sa à bà thằng à gắt cha ti. Ồ hết rồi hả? Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính cảm ơn. Cảm ơn Trong Nguyễn. Dạ kính cảm ơn thầy Kinh. Kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mất ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Dạ hôm nay thầy đưa ra nói thi làm con nghe bình thường, cô Kim Nhung với cô Hồng Mai đọc nghe vang, bữa nay nghe hơi xìu xìu làm con cũng dao động quá. Dạ con cũng xin đọc luôn nha. Bành cha đòa ra quỳ thí cá thằng Úp bà đát thi tiếp phá hoàng gá quá xề nát khá nát ta dặn ê cá chít tắc khá nặng nà má tà ni ba na sát ta ra sa chít tắc khá nà ni rù ba thầm mà na mà yú. Ê cá chít tắc khá nà tì tà ni hòa ba húc chít tắc khá nà tì tà ni hòa thi tiếp bát tà nề quá bành cha lầm bá nà ni bành cha đòa rề à bà thầm à gách chàn tí tát mà dì ê ca chít tắc khá nà tí tắc cầm rù bà rầm má năng chắc cút xa à bà thầm à gách cha tí. Dạ con đã đọc bài xong và cảm ơn cho Nguyễn đã post bài. Đọc xong mà vẫn còn rung và con xin mời quý vị tham gia ạ.
Dạ con xin xuống mic. Dạ, Đạo Huynh xin kính thánh lễ quý sư, sư Tri Đức, sư Thạch Trang, kính chào Huynh Kinh, kính chào chị Nhật Quỳnh, chào toàn thể anh chị em trong đạo tràng. Lâu lắm chưa được cái duyên lành cô Đại Bậc Kinh, chắc chữ nghĩa trả cho thầy hết rồi. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Như cho biết tín hiệu. Dạ, Đạo Huynh xin đọc bài. Bành chách hòa rá uy thí ca thăng u ba đắc thí tí phá oanh gá quá xê na khá nắp tá văn ê cá xích tắc khá năng na ma mi ba na sắc tá ra xá chích tắc khá na ni ru ba thầm mà na mà dù. Dạ, cảm ơn Trung Nguyễn bất bài. Dạ, đọc xin đọc cái phần kế tiếp. Ê cá chích tắc khá na tì tà ní hoa ba hú chích tắc khá na tì tà ní hoa thí tiếp ba tà nề quá bành chà lầm bà nằm bá nà ní bành chách hòa rề bà a ba thăng a gách chán chanh tí tắc mà giá đi ê cá chích tà khành nà tí tá cần ru bà rầm má năng chắc hút xa à bá thăng à gách chá tí. Ô chà, đọc là muốn nín thở thôi quý vị. Đạo Huynh cũng không khoe nhưng mà thích ngôn ngữ, học cũng ra chục ngôn ngữ mà chưa thấy ngôn ngữ nào khó như ngôn ngữ Bali này, khó quá. Dạ, cảm ơn kính, cảm ơn các ông đạo tràng. Dạ, mọi người thân thắp an vui, thân tâm an lạc. Dạ, Đạo Huynh xin xuống mic.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Hello. Dạ, hello. Rồi. Còn ai lên thi nữa không? Còn ai xung phong lên thi nữa không? Cho biết đi. Vậy là chắc hết hả? Hết người lên hả? Thì cũng khá nhiều người lên đó ha. Rồi, bây giờ để công bố kết quả. Công bố kết quả cho quý vị nha. Rồi. À, Nhật Quỳnh chưa thi nè, đúng rồi, cô Nhật Quỳnh chưa thi nè. Cô Nhật Quỳnh có lên thi không? Cô Nhật Quỳnh lên động cái này thì xuống. Có điểm luôn chứ. Cô Nhật Quỳnh rồi, giơ tay lên. Chủ sĩ mà đâu có trốn được. Không cầm mic được ha. À, ok rồi, thôi nay cho cô Nhật Quỳnh hai tiếng dịch luôn. Rồi, giờ trước tiên là cô Meta ha, cô Meta xung phong đầu tiên ha. Cô Meta đọc thì khá tốt nhưng mà có một chút xíu lỗi, vài lỗi nhỏ nhỏ ha. À, như vậy là cô Meta được 9 điểm. À, quý vị cho bông hoa là bạn cô Meta 9 điểm. Rồi. Đến để xa đấu ha, cô Meta xa đấu ha. Rồi, Tina, Tina thì cũng đọc khá, có sai vài trường âm, vài chỗ trường âm bị thành đoạn âm ha, bị sai vài cái. À, Tina được 8 điểm. Tina được 8 điểm, hoan hỷ quý vị, sao thử về cho bông hoa lên. Rồi. Rồi, giờ đến cô Hồng Mai. Cô Hồng Mai lúc trước lên đọc dữ dội không ha. Ao ao ao, hôm nay sao lên rung. Nghe giọng nói thấy rung quá trời, đọc cái bị sai lỗi. Bị sai một lỗi. Trường âm đọc thành đoạn âm bị sai lỗi. Rung quá đọc sai lỗi. Là cô Hồng Mai 9 điểm. Hồng Mai 9 điểm, xa thứ 9 điểm quá đẹp ha. Hồng Mai 9 điểm. Rồi, giờ tới cô Kim Nhung, cô Kim Nhung. Nay cũng là lạ, lúc trước lên đọc ào ào, hôm nay là rung quá là. Nhưng mà hay cái chỗ của Kim Nhung, cổ hay cổ kèm được cái gì, cổ kèm được, cổ giữ được. Mình ra cổ đọc cẩn thận, cổ đọc chậm hơn, cổ đọc rõ hơn, cổ đọc đúng hơn. Còn Nhung, cô Nhung này cổ thay đổi chiến thuật, thay đổi chiến thuật, cổ chậm hơn. Thành ra cổ đọc đúng, không sai, cho 10 điểm, xa thấu 10 điểm, 10 điểm, cô Kim Nhung 10 điểm. Nghe làm chậm lại, sợ quá làm chậm. Làm như 10 điểm. Sao thú. Rồi, tới Nguyên Như. Nguyên Như thì Nguyên Như thì mỗi bữa đọc cũng ngọt ngào đó, nhưng mà hôm nay thì đọc cũng tốt như thường, vẫn tốt như thường. Xa thú Nguyên Như mà đọc vẫn đúng giọng trường âm, đoạn âm chính xác, văn câu cứu rõ ràng ha. Cho 10 điểm luôn, Nguyên Như 10 điểm. Xa thứ. Rồi cô Niệm Từ. Cô Niệm Từ thì đọc được nhưng mà có bị một vài lỗi, vài chỗ có bị lỗi vài chỗ ha. Thành ra trừ điểm là còn 9 điểm. Cô Niệm Từ được 9 điểm. Cô Niệm Từ được 9 điểm. Xa thử. Rồi tới Thiện Vũ hay Thiên Vũ gì đó. Thiện Vũ ha. Thiện Vũ thì đọc cũng khá, nhưng mà có một vài chỗ chưa được lưu lót, còn hơi bị cận mấy cái ha. À, cho nên Thiện Vũ được 8 điểm. Xa thử ha. Rồi đến Châu Nguyễn ngủ gục vô đây ha. Ngủ gục thức dậy sớm, ngủ gục này lên đọc ha. Nhưng mà xa thú của Châu Nguyễn đọc rất là rõ tốt ha, vẫn tốt như ngày nào mặc dù ngủ gục. Tốc độ vẫn rõ ràng tốt. Xa thú 10 điểm, Châu Nguyễn 10 điểm. Rồi cô Tô Thị Phúng.
Vô thị phúng thì có chỗ trường âm mà đọc thành đoạn âm mà bị sai đó, rồi cái nối âm từ trưởng từ đoạn âm qua trường âm nói qua thì chưa có nói được mấy cái chỗ đó, thành ra cô Tô Thị Phúng được 8 điểm, xà thú 8 điểm, xà thú Tô Thị Phúng 8 điểm. Rồi đến cô Thanh Hoàng, cô Thanh Hoàng thì lên là lận khận nhiều ha, còn cố gắng lên nha, cô Thanh Hoàng cố gắng nhiều lên chút xíu nữa, nghiên cứu kỹ lên, đọc kỹ lên được, có cố gắng mặc dù bị nhiều lỗi nhưng mà cũng được, cũng có cố gắng lên thi được kìa thôi. 7 điểm, cô Thanh Hoàng được 7 điểm, xa thứ, xa thứ. Rồi đến Giang Nhật Hạ đây, Giang Nhật Hạ. Giang Nhật Hạ Nam Nhi Đại Trượng Phu lên rung quá trời. Nguyên Trang trước là Nguyên Trang trước, Nguyên Trang trước, Nguyên Trang trước. Nguyên Trang thì lên mà rung quá trời, Nguyên Trang rung quá, đọc bị dài lỗi ha, bị dài lỗi lên Nguyên Trang. Thay vì được điểm 10 mà ai về bị dập mấy cái lưng khựng mấy chỗ từ 2 điểm còn 8 điểm, liền 8 điểm giỏi quá rồi ha, xà thử xà thử. Rồi Giang Nhật Hạ, Giang Nhật Hạ thì Giang Nhật Hạ thì vô rồi còn rung quá trời, Nam Nhi Đại Trượng Phu mà rung quá. Nam Nhi rung quá trời, ngồi ngoài đây mà nó nghe tim đập đùng đùng đùng, nhưng mà cũng may mắn là có cố gắng dồn hết và bao nhiêu mà, nội công thần lực đọc hết không vì để bị dốc không, rất là xa thứ, rất là thứ. Nguyên Nhật Hạ, Giang Nhật Hạ 10 điểm, xa thứ xa thứ. Giang Nhật Hạ 10 điểm. Là rồi. Rồi tới Huynh Đạo Huynh lâu lâu mò vô một lần nữa thôi, 5 điểm can đảm, 5 điểm đoạt giải can đảm. Huynh Đạo Huynh vô là rồi, như vậy xa thú hôm nay là buổi thi hôm nay có được Hồng Nhung 10 điểm, Nguyên Như 10 điểm, Châu Nguyễn 10 điểm, Giang Nhật Hạ 10 điểm, 4 người 10 điểm được đoạt giải nhất, 4 người xa thứ ha. Còn các vị khác 9 điểm, Cô Mít Ta 9 điểm, Hồng Mai 9 điểm, Niệm Từ 9 điểm, 3 người 9 điểm, 3 người 9 điểm rồi xa thứ. 8 điểm thì Tina Thiện Vũ, Tô Thị Phúng, Nguyên Trang 8 điểm. Rồi 7 điểm thì cô Thanh Hoàng, 5 điểm là Đạo Huynh. Đạo Huynh là dẫn đầu trong lớp ha, đứng đầu lõ lớp số 1 nhất. Xa thử xa thử. Rồi hôm nay là mình vui ha, giờ là tổ chức làm vậy cho quý vị quan hỷ có được nhiều phước báo, cố gắng mà biết thử sức mình coi khả năng mình phản ứng như thế nào. Xà thử khá là xà thử, rất là xà thử rồi. Rồi vậy là hoàn tất ha, buổi thi hôm nay rất là xà thử ha. Rồi, ai đã lên đọc cái bài tuần rồi để mình chuẩn bị mình học tiếp, ai lên đọc bài tuần rồi xuân phong lên đi. Hello. Nguyên Như. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ hết thi rồi, thầy đâu có sợ nữa, giờ đọc tứ hết. Con đọc lại bài ngày 5 Tây tháng 3 năm 21. Ba La Mã lộ Niết Bàn liên thông. Afinya Xá Má Nành Tá Đá Quỳ Thí. Afinya Xá Má Nành Tá Đá chỉ cho thần túc thông.
thí quý thá, ích thí quý thá. Muốn hóa hiện thần thông lực trước khi viên tịch, vị A La Hán phải nhập thiền cơ, ba đá cá tra ná, lộ tâm chuẩn bị chuyển qua thông. Xuất khỏi thiền cơ, chú nguyện phép lạ nào mà mình muốn thị hiện? Nhập lại thiền cơ lần nữa. Xuất thiền cơ lần thứ hai, lộ tâm thông hạnh của vị A-la-hán xuất hiện. Thông chỉ có một sắc na duy nhất. Lộ cận tử viên tịch, niết bàn, pa-ri-ni-pa-na. Có hai lộ. Một, thông, hồ kiếp, tử, pa-ri-ni-pa-na. Cho người độn căn, gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, chuẩn bị, cần hành, thuận thứ, bỏ bực, thông, hộ kiếp trở lại, tử, parinibbana. Loại thứ hai cho người lợi căn, mình sẽ bỏ ra sát na chuẩn bị, gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, chuẩn bị, thuận thứ, bỏ bực, thông, hộ kiếp trở lại, tử, parinibbana. Hai nhỏ, thông, tử, parinibbana. Loại thứ nhất cho người độn căn, gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, chuẩn bị, cần hành, thuận thứ, bỏ bực, thông, parinibbana. Cho người lợi căn sẽ bỏ ra sát na chuẩn bị, gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, chuẩn bị, cận hành. Dạ không có chuẩn bị, con xin sám hối. Có kháng ý môn, con xin đọc lại. Hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, cận hành, thuận thứ, bỏ bực, thông, tử, parinibbana. Sát na cho người độn căn, có sáu ở người độn căn, gồm có kháng ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực và thông. Hoặc năm ở người lợi căn, gồm có kháng ý môn, cận hành, thuận thứ, bỏ bực và thông. Thứ tâm có bốn, kháng ý môn, hòa hai duy tác xã hợp trí, hay còn gọi là hai đại tố xã hợp trí và một thông hạnh. Chặn thì có hai chặn, kháng ý môn và đực. Người thì có một người tứ quả, cõi thì có 31 cõi, trừ đi 4 cõi khổ, trừ 4 cõi vô sắc và trừ 1 cõi tưởng, trừ 1 cõi vô tưởng, tức là 31 trừ 9 còn 22 cõi. 22 cõi vui ngũ uẩn. Tổng số có 4 lộ. Có 2 trường hợp viên tịch: A, thông hạnh hộ kiếp viên tịch; B, thông hạnh viên tịch. Nhân với 2 hạng người, tức là độn căn và lợi căn, thì bằng 4 lộ. Bốn La Mã, lộ đắc đạo, chí mạng hay còn gọi là lộ đắc đạo tột mạng. Chi quý tát sam má si si quỳ thí. Phá vỡ hai đầu, một nhỏ vô minh, đầu của phiền não, ký lê xá si si. Khi vô minh chưa được sát trừ hoàn toàn, thì các phiền não vẫn còn hiện hữu. Cho đến khi vô minh được đoàn trừ hẳn, khi ấy các loại phiền não hoàn toàn vỡ vụn, đầu phiền não tan nát. Số 2 nhỏ mạng quyền, đầu của vòng luân hồi, Wattasisi. Mạng quyền thì có 2, là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Khi cả hai chưa diệt trừ hoàn toàn thì vẫn còn luân hồi. Khi danh mạng quyền cùng sắc mạng quyền chưa trừ diệt thì chúng sanh ấy chưa mệnh chung hẳn và còn chuyển biến trong tương lai, cho đến khi nào hai loại mạng quyền này hoàn toàn dứt trừ, khi ấy mới thật sự là chết. Chì quý tề ná xá măng, á quýt cha si sang, sát xà tí chì quý tá xá má si si. Người đắc đạo là người chấm dứt đầu vô minh
cùng với hai thứ mạng quyền, đắc, tứ đạo, tứ quả, phá vỡ đầu vô minh và phải có lộ phản kháng đạo sanh nhiều lần. Khi viên tịch, hai mạng quyền đồng diệt cho nên hai đầu không cùng một thời gian. Dạ con đã đọc xong. Nguyên Như xin dâng mít lại cho thầy kinh ạ. Sa thú, sa thú, sa thú. Sa thú, sa thú. Ủa, mới tới đây hả? Mới học có tới đây hả quý vị? Tới đây thôi phải không? Rồi, tức là mình học tới phá vỡ hai đầu vô minh và mạng quyền ha, xong này ha. Rồi xuống dòng có hai lộ, hai chấm. Có hai lộ, hai chấm. Lộ thứ nhất có hậu kiếp tử Parinibbana. Có hậu kiếp tử Parinibbana. Okay. Có hậu kiếp tử Parinibbana. Xuống dòng A nhỏ. A nhỏ. Lộ đắc tứ quả. Hai chấm. Ủa cái này đứa nó học chưa? Sao cô Nhung nó học rồi? Để cái tiếp đi ha. Lộ đắc tứ quả. Hai chấm. Lộ kiếp. Rồi lộ tứ quả hai nhỏ. Hai chấm. Lộ kiếp. Chữ hát. Ghi cho chữ hát. Lộ kiếp. Hậu kiếp rung động, chữ R, hậu kiếp rung động. Hậu kiếp dứt dòng, chữ D. Kháng y môn, K, Y, kháng y môn. Cận hành, viết chữ cận hành bự ra nha. Viết chữ cận hành bự ra, tại cái này là đắc đạo phật mạng, phải là người lợi căn ha. Cận hành. Rồi, thuận thứ. Vũ tịnh, mở ngoặc, tiến bật, đóng ngoặc lại. Vũ tịnh, mở ngoặc, tiến bật, đóng ngoặc lại. Một sát na tứ đạo. Một sát na tứ đạo. Ba sát na tứ quả. Ba sát na tứ quả. Vũ tịnh chứ phải ngủ nè. Vũ nha. Sửa lại. Rồi. Đó là cái diễn tiến của lục tứ quả ha. Viết lại hàng ngang đi. Cho ra lại hàng ngang. Viết ra lại hàng ngang. Hậu kiếp rung động, dứt dòng, kháng y môn, cận hành, thuận thứ, vũ tịnh. Một sát na đạo, ba sát na tứ quả. Là cái diễn tiến của lộ trình tâm để đắc đạo quả tộc mạng ha, bắt đầu mình đi vô cái lộ đắc đạo tứ quả trước. Đưa ngang lên lại đi. Alo. Là trong cái lộ đắc tứ quả này không có chuẩn bị nha quý vị, nó phải vô là cận hành liền ha, phải đắc đạo tộc mạng là phải bậc có lợi căn, có trí tuệ mình nhanh lẹ. Chờ ha, ok. Kỳ sau thi tiếp không quý vị? Thi tiếp em cho thêm bài kỳ sau thi tiếp. Ai cũng thi tiếp không? Thi tiếp. Thiền Trang thi tiếp không? Thiền Trang đây. Đọc rớt mấy cái lỗ thừa đó nha. Chết à.
Chưa, lỗ thứ nhất đâu rồi, chạy đâu mất tiêu rồi, cô thư ký này có đi đâu rồi, đúng không? Hồ A, lỗ đó, hồ kiếp, rung động, nhất dòng, kháng y môn, cận hành, thuận thứ, vũ tịnh, một sát na tứ đạo, ba sát na tứ quả, rồi, đúng rồi đó. Tức là một vị đắc đạo quả, đắc quả, đắc tứ quả, ha, sự diễn tiến của dòng tâm thức đi vô cái lỗ ý, kháng y môn, rồi cận hành lên, chứ không có chuẩn bị. Thần hành thuận thứ rồi tiến bậc, tức là từ a la từ bậc tam quả lên tứ quả là phải là tiến bậc và là kêu là vũ tịnh, rồi đắc đạo tứ đạo, đắc một sắc na đạo lên một sắc na tứ đạo sẽ lên, rồi trong ba sắc na quả là chấm dứt, là chứng đắc được đã trở thành bậc a la hán ha. Rồi đó là chữ a. Căng quá căng quá thôi, ai cũng sợ thi ra như dài. Chưa? Ghi xong chưa quý vị? Rồi, B nhỏ. Lộ phản kháng đạo quả. Hai chấm. Lộ phản kháng đạo quả. Cô Nhật Quỳnh có không sợ nha. Lộ phản kháng đạo quả. Rồi, tức là khi mà đắc tứ đạo xong xuôi rồi tới lộ phản kháng đạo quả nha, tức là phản kháng lại những cái gì mình chứng đắc ha. Là vô là hộ kiếp. Hộ kiếp. Rung động. Dứt dòng. Kháng y môn, bảy động lực, mở ngoặc sanh hàng trăm ngàn lộ, đóng ngoặc lại, bảy động lực. Bảy động lực mở ngoặc sanh hàng trăm ngàn lộ. Rồi, như vậy lộ phản kháng lại cái đạo quả vừa chứng đắc đó, và diễn tiến là hộ kiếp, rung động, nhất dòng, kháng y môn, bảy động lực, rồi sanh liên tục, là lập điệp lại cái lộ tâm này, sanh liên tục hàng trăm ngàn lộ để phản kháng lại ha. Thì theo như vấn đề này, thì quý vị theo quý vị, bảy động lực này là thuộc về tâm gì? Alo. Xà thú ha, chính xác ha, đại hạnh học trí đại tố ha, tâm thuộc về của bậc A La Hán. Bởi vì vừa chứng đắc được đạo quả là trở thành bậc A La Hán ha, thì phản kháng lại bảy cái động lực này phải là động lực của một vị A La Hán, thuộc về tâm di tác. Rồi, đó là cái lộ phản kháng ha, đạo quả. Xuống dòng C nhỏ, lộ cận tử, hai chấm, tức là xong rồi bước vô lộ cận tử luôn á, cận tử xong rồi là bye bye luôn ha. Ồ, cận tử hai chấm. Hộ kiếp. Hộ kiếp. Rung động. Dứt dòng. Kháng y môn. Hộ kiếp. Rung động. Dứt dòng. Kháng y môn. Dòng các nghi môn, năm động lực, viết cái này cho rõ lên ha, năm động lực, năm động lực hậu kiếp.
rồi tử Parinibbana. Rồi tức là khi mà đắc đạo đắc tứ đạo tứ quả xong ha, phản kháng lời đạo quả xong xuôi rồi vô cận tử luôn, nhập niết bàn luôn. Tức là lúc mà nhập niết bàn thì cái lộ cận tử này phải là năm động lực không gì, có nhiều cuốn sách nó ghi là chắc ghi lộn này, tôi ghi tới 7 ha, cho thật sự lộ cận tử luôn luôn là năm của động lực chỗ này. Rồi tử và đến niết bàn á, chấm dứt luôn á, chấm dứt cái đời sống sanh tử luôn, là niết bàn luôn. Rồi qua lộ số 2, 2 chấm động lực rồi tử niết bàn á. Hai động lực rồi tử Parinibbana. Không có hậu kiếp rồi tử, tức là không có hậu kiếp rồi tử. Lộ thứ hai nó vậy giống như cái trên thôi, nhưng mà nó không có hậu kiếp rồi tử Parinibbana. Không có hậu kiếp rồi tử Parinibbana. Chứ ghi kịp chứ alo. Rồi lộ thứ hai nó vậy thôi ha, nó giống như cái trên nhưng mà nó không có hộ kiếp xe vô. Rồi xuống dòng ha, sát na hai chấm là tính từ được sát na bắt đầu mình tính lộ phản kháng, là khi đắc đạo quả xong phản kháng là mình tính ha, tính từ lộ phản kháng rồi tới lộ cận tử hai cái đang lúc gì đồng lúc tử thì sao là năm cái động lực á, động lực hay động lúc biết không rõ. Cận tử nè, lộ cận tử á thì năm động lực, năm động lực đúng không, năm động lực tử là di tác luôn chứ đâu còn cái tâm gì nữa đâu. Nhưng mà giờ sắc na tử là tâm gì quý vị? Sắc na tử gì hỏi là biết được không ạ? Sắc na tử là cái gì đây? Sắc na tử. Tiếp rồi ai nữa không? Ai nữa không? Rồi, hộ kiếp mà là tâm gì đây? Tâm gì đây? Alo. Có ai biết được không? Này khó, này suy nghĩ kỹ rồi. Thiện hữu đại quả hợp trí. Thiện hữu đại quả hợp trí. Còn có ai bổ túc thêm nữa không? Đại quả trí, hai người. Vô trợ nữa, xa thú, thiên phủ, thêm cái chữ vô trợ nó là chính xác ha. Đại quả hợp trí mà phải vô trợ mới được nha quý vị. Bởi vì đây là người lấy căn mà phải vô trợ, mà hữu trợ thì không phải là căn.
Thì như vậy cái tâm tử là tâm đại quả hợp tí mà vô trợ. Nhớ nha, nó mới cái chi pháp này cho chính xác ha. Rồi. Rồi, xả thú ha. Rồi, xuống dòng. Bây giờ mình sát na nè. Bây giờ mình sát na hai chấm. Mình tính từ B với C thôi. Tính lộ phản kháng đạo quả. Chứ là lộ cận tử, mắc hai đó thôi. Bây giờ sát na. Lộ phản kháng thì có bao nhiêu sát na đây quý vị? Lộ phản kháng có bao nhiêu sát na? Lộ phản kháng mình tính từ từ đâu? Kháng nghi môn, đúng rồi, kháng nghi môn cho tới 7 động lực. Vì như vậy là có được 8 sắc na. À, kháng nghi môn động lực, 8 sắc na. Rồi, lộ đắc đạo tổng mạng, có mấy đây? Lộ cận tử đó, hay là lộ đắc đạo tổng mạng đó. Có mấy đây? Có 6, đúng rồi, kháng nghi môn như là 5 động lực là 6. Thì như vậy sắc na là có 6 và 8, hay là 8, 6 cũng được ha. Thì lộ đắc đạo là có 6, lộ phản kháng thì mình có 8. À, thì ghi ra cô thư ký ghi sao ghi cho hay ha. Rồi, xà thử ha. Rồi. Rồi, tới thứ tâm hai chấm. Hai chấm. Có bao nhiêu thứ tâm đây? Một kháng nghi môn là một ha. Bốn đại hạnh có trí, hợp trí là năm. Như vậy thứ tâm chúng ta có được năm thứ tâm khách là kháng nghi môn và bốn đại hạnh trí. Rồi, thầy ghi ghi vô. Rồi, thì chặn. Chặn thì dễ ra, chặn có hai chặn là khai môn và động lực. Hai chặn khai môn và động lực. Rồi, người. Người thì biết rồi không, giống như mấy bài trước ha, người là tứ quả, người tứ quả. Rồi. Chưa. Được chưa? Hello. Một người một à tư hoạt ra ha. Rồi cõi, cõi hai chấm, bảy cõi vui dục giới, đặc đạo tồn mạng này chỉ có bảy cõi vui dục giới nha quý vị, bảy cõi vui dục giới, không có ở cõi phạm thiên sắc giới. Bảy cõi vui dục giới thôi, cái này không có ở cõi phạm thiên sắc giới, bởi vì cõi phạm thiên
sắc giới là sanh bằng quá sanh, cái sắc pháp là thuộc về sắc tế, và không có bị những cái chết về thân đau đớn để mà phải nhập vô cái đắc đạo tổng mạng này ha. Nhiều khi cũng không có những cái sự mà chán nản trong cái tư tưởng mà sắp chết, cõi dục giới mình hay có những cái trường hợp, cho nên có mặt ở trong có bảy cõi vui dục giới thôi. Và ngay cả bảy cõi vui dục giới thì nó có mặt ở cái đắc đạo tục mạng này, nó sanh lên cõi người nhiều hơn. Bởi vì cõi người mình có cái thân xác là nó có sự khác biệt chút, còn sáu cõi trời dục giới thì nó không có cái chết mà kiểu như con người mình không bị đau đớn hành xác mà không có cái đó. Mình nó có sự khác biệt chút xíu như vậy. Alo, cô thư ký đã mất rồi. Mấy cô vui vậy. Rồi ha, ok, xong. Rồi, tổng số có 22 lỗ. Tổng số có 22 lỗ. Dòng gặp lại dòng có 2 trường hợp. A nhỏ quán xét đạo quả niết bàn rồi viên tịch, quán xét đạo quả niết bàn rồi viên tịch, chỉ có hai lộ theo hai mô thức, hai chấm, chỉ có hai lộ theo hai mô thức. Đó là trường hợp thứ nhất, là quán xét về đạo quả niết bàn mà người đó chứng đắc á, rồi mới viên tịch theo có hai lộ. Thứ nhất xuống dòng, gạch đầu dòng, động lực rồi viên tịch, phải cái động lực hộ kiếp rồi viên tịch, có hai cách như vậy, động lực viên tịch, động lực hộ kiếp rồi viên tịch, tức là cái khác nhau chỗ có hộ kiếp vô, tức là một trong hai lộ trắng sẽ có mặt trong ở lên kia một vị đắc đạo tột mạng. Động lực rồi viên tịch, động lực hậu kiếp rồi viên tịch, xuyên dòng mình gạch đầu dòng lại đến cái bông đầu dòng này, một trong hai tâm lộ này chắc chắn sẽ khởi lên cho vị đắc đạo tột mạng. Một trong hai tâm độ này chắc chắn sẽ khởi lên cho vị đắc đạo tột mạng. Rồi, tức là cái trường hợp A nhỏ nè, là quán xét đạo quả niết bàn rồi viên tịch đó, thì nó có hai cái mô thức là động lực rồi hộ kiếp, động lực rồi mới viên tịch, hoặc là động lực hộ kiếp xen vô rồi mới viên tịch ha. Đó là cái chữ A nhỏ. Rồi B, quán xét phiền não đã sát trừ rồi viên tịch, quán xét phiền não đã sát trừ rồi viên tịch, có 20 lộ, có
có 20 lỗ, 200 số dầu. Quán xét phiền não đã sát trừ rồi, viên tịch có 20 lỗ. À, tức là cái cách thứ hai là vị này quán xét lại cái 10 cái kiết sử phiền não á. À, đã rồi mới viên tịch, tức là 10 kiết sử phiền não này mình nhân cho hai cái mô thức ở trên thành ra là 20 lỗ. Vì vậy mình sẽ ghi là lấy 10 kiết sử phiền não đã sát trừ nhân hai mô thức, nhân hai mô thức trên đó, nhân hai mô thức viên tịch đi cho rõ, hai mô thức viên tịch bằng 20 lỗ, lấy 10 kiết sử phiền não đã sát trừ nhân hai mô thức viên tịch bằng 20 lỗ. Rồi, xin dòng đánh cái bông nội dòng ha. Một trong 20 tâm lộ này sẽ khởi lên, sẽ khởi lên cho vị thánh vô lậu, sẽ khởi lên cho vị thánh vô lậu tốt mạng. Đấy. Một trong 20 tâm lộ này sẽ khởi lên cho vị thánh vô lậu tốt mạng phải. Nhưng không chắc chắn. Nhưng không chắc chắn. À, trường hợp A đó, thì chắc chắn một trong hai lộ là động lực là viên tịch hoặc động lực hậu kiếp và viên tịch quán sát đạo quả niết bàn ha. Viên tịch thì chắc chắn một trong hai đó, nhưng mà về quán sát về phiền não ở sát trừ thì cho biết là có 20 lộ, nhưng mà những trường hợp này không chắc chắn, nó tùy theo ha. Có người ta quán sát chỗ này, có người ta không cái này, mà nhưng mà phải quán sát cái trên là chắc chắn là phải có. Rồi như vậy là một là mình lấy 10 nhân cho 2 thành 20 phải không? Rồi xuống dòng tổng kết có 110 tâm lộ viên tịch đặc biệt. Tổng kết có 110 tâm lộ viên tịch đặc biệt. Tổng kết khoảng 110 tâm lộ viên tịch tục mạng đặc biệt. À, đó thì 110 cái này là cô thư ký vậy phải làm cái sơ đồ, làm sơ đồ sao cho nó gọn gàng rõ ràng. À, rồi cho nên trong cái bài này chúng ta có về cái gì lộ tâm, nó cho mình biết là có hai lộ là có hậu kiếp tử và đi Nibbana, Nibbana, viên tịch Nibbana. Rồi hậu kiếp, không có hậu kiếp, tử, và đi Nibbana. Thì như vậy trong mỗi một lộ, trong cái trường hợp lộ tâm này, thì chúng ta phải luôn luôn nên biết rằng là thuộc về người lợi căn, tức là những người có trí tuệ già mạnh mới thực hiện được cái đắc A-la-hán xong rồi nhập Nibbana luôn. Như vậy là cái lộ tâm nó chỉ cận hành thuận thứ vũ tịnh sắc na đạo quả rồi phản kháng hàng trăm ngàn lộ rồi mới nhập đi bàn năm cái động lực chót và nhập đi bàn. Thì vậy trong cái cách lộ thứ nhất chúng ta biết là phải đắc tứ quả trước, là ví dụ như mà chỉ đắc a la hàm rồi chưa đắc tứ quả thì không có thể làm gì được, phải tu tập, phải dùng thiền quán quán để mà chứng đắc được tứ quả. Rồi khi đắc được tứ quả rồi mới phản kháng đạo quả lại. À, phản kháng đạo quả xong rồi mới nhập vô lộ cận tử niết bàn. À, thì đó là cái trường hợp niết bàn thuộc về tục mạng ha. À, có cái hộ kiếp tử
còn cái không có hồn kiếp tử cũng vậy, bỏ hồn kiếp ra rồi cho chúng ta biết là như vậy. Ở cõi đặc biệt là chỉ có cõi vui dục giới, bảy cõi vui dục giới có cái những vị đắc a la hán nhập đi bàn liền, nhập luôn. Ví dụ khi cái thân xác nó đang bị bệnh hoạn nặng như vậy, bị đau đớn hay là bị gì đó rồi nhập đắc đạo quả, nhập luôn đi bàn luôn. Rồi như vậy là trong trường hợp này chúng ta là có được 110 tâm lộ viên tịch đặc biệt. 110 tâm lộ thực sự nó cũng có gì khác nhau chút, cái chỗ có hộ kiếp không có hộ kiếp này, em xem vô xem ra xíu ha. Rồi bây giờ mình học thêm chút đỉnh về số 2, lớn số 2 lộ ý môn đặc biệt. Lộ ý môn đặc biệt có 10, 2 chấm, có 10, phải copy này ra các bạn. Rồi, lỗi ý môn mình học luôn thông thường rồi ha. Bây giờ mình đi qua lỗi ý môn đặc biệt. Một là lộ trình đắc thiên, tức là học về lộ trình đắc thiên. Hai là đắc đạo. Ba là hiện thông. Bốn là nhập thiền an chỉ. Năm là nhập thiền quả. Sáu là nhập thiền diệt. Bảy là nhập niết bàn liên thiền. Tám là nhập niết bàn liên thông. Chín nhập niết bàn phản kháng chỉ thiền. Mười là đắc đạo tột mãn. Ý môn đặc biệt. Bây giờ mình vô cái thứ nhất, lộ đắc thiền. Adikam mikacha na quy quý thí. Adikam mikacha na quý thí. Adikam mikacha na quý thí. Rồi lấy chữ A đí xuống, A đí, hai chấm. Chữ A đí đầu, A đí. Lấy chữ A đí đầu xuống, hai chấm. Khởi lên đầu tiên. Phải. Tức là lộ tâm, tức là tâm lộ nhập thiền cảnh lần đầu. Tức là tâm lộ nhập thiền cảnh lần đầu. A đi là khởi lên đầu tiên. Tức là tâm lộ nhập thiền cảnh lần đầu. Rồi, tức là cái lộ tâm này lộ đắc thiền này, tức là lần đầu tiên một người đắc thiền ha. Trong đời mình nhiều lần đầu tiên mình chứng đắc được, đắc được thiền, thì đây là cái được gọi là lần đầu tiên. Rồi xuống dòng ghi lộ tâm hai chấm, lộ tâm
Hộ kiếp, hộ kiếp, chữ hát. Rồi, hộ kiếp vừa qua, chữ V. Hộ kiếp vừa qua, chữ V. Rồi, hộ kiếp, hộ kiếp vừa qua. Hộ kiếp rung động, chữ R. Hộ kiếp rung động. Hộ kiếp dứt dòng, chữ D. Hộ kiếp dứt dòng, chữ D. Kháng y môn, kháng y môn, ca hoài kháng y môn. Rồi, tức là một loạt hậu kiếp, hậu kiếp đúng vừa qua, rung động, dứt dòng, kháng y môn. Tới đây ha, là bắt đầu vô ha. Chuẩn bị, chuẩn bị là CB. Rồi, học xong đi là lấy giúp chút rồi. Chuẩn bị là CB. Chuẩn bị được chưa, ghi kịp chưa? Cận hành, cận hành là CH. Cận hành, thuận thứ, hai chữ T, 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 thuận thứ. Bỏ bực, hai chữ B, bỏ bực. Thiền, thiền, ghi chữ thiền ra luôn. Thiền. Rồi, hộ kiếp rồi, hộ kiếp. Thì hộ tâm đắc thiền đầu tiên của chúng ta sẽ đi vào trong cái vấn đề như vậy. Là hộ kiếp, hộ kiếp vừa qua, rung động, nhức dòng, kháng y môn, chuẩn bị, cẩn hành, tưởng thứ, bỏ bực, bóp. Thiền, đắc lên cái thiền ha, đặt bập vô thiền rồi hậu kiếp trở lại. Rồi, như vậy đó là cái sự diễn tiến của cái lần đầu tiên của người chứng đắc, đắc được cái thiền đầu tiên. Rồi, cũng như hỏi gì đó. Hello. Dạ thưa thầy, con hỏi cái chỗ Bali thầy để là lộ đắc thiền Adikamikachana quy thí hay là quý thi thầy? Con thấy hình như cái này nó hơi sách nó rinh chật á thưa thầy. Dạ con xin hỏi thầy, con xin xuống này. Quy thí đúng rồi, quy thí. Sửa lại xíu cho bạn. Quy thí. Alo, nghe không? Alo. Sửa lại xíu nha. Chắc anh nhảy chữ. Quy thí là lộ tâm á. Cha nó quy thí là lộ thiền. Rồi, bây giờ sát na, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực hay là chuyển tánh cũng được ha. Có người ta kêu là chuyển tánh hay là bỏ bực,
hoặc là thêm để ghi chữ Pali luôn cho quý vị chép lại nha. Mấy cái sát na chuẩn bị thì barikamma là sát na chuẩn bị, barikamma sát na cận hành, upacara cận hành, thấy không? Ủa thấy hả kỳ lại à? Ủa không cho, nó không cho rồi. Đây làm lại từng cái rồi nó cho. Thấy không quý vị? Thấy nè, hồ từng cái nó mới cho, làm nhiều nó không cho, nó kỳ. Thấy không? Chuẩn bị. Rồi bây giờ cái thứ hai giờ chịu khó chứ sao vậy? Thuận thứ rồi bên cái nữa chuyện tánh hay là bỏ bực. Thiền. Rồi, ok, đó, có bị từ cá nó cho. Máy này nó hơi cũng tụi loại tụi quái gì. Rồi, gom lại đi nha, gom thư ký gom lại đi. Sắc na chuẩn bị, barikamma, sắc na cận hành, upacara, sắc na thuận thứ, anuloma, sắc na chuyển tánh hay là bỏ bực. Gotrafu, sắc na tâm thiền, chana, tâm thiền. Như vậy mình có những cái sự diễn tiến của cái lộ trình tâm đó, đi vào thiền nó như vậy ha. Cận hành, thuận thứ, bỏ bực. Vô trắc phù, vô phù, cha nó. Rồi, như vậy những cái sát na nó diễn tiến như vậy ha. Thì như vậy theo như quý vị là sát na, từ sát na chuẩn bị cận hành, thuận thứ, bỏ bực và thiền, nó thuộc về tâm gì? Alo. Suy nghĩ coi, chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực thiền thuộc về tâm gì? Chắc chưa? Quý vị chắc chưa? Chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực thiền. Đúng rồi, năm rồi, cái này là đắc thiền cái này xong năm bằng đắc thôi. Chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực thiền. Giờ chắc là chuẩn bị nè, thuộc về tâm gì? Ở từ cái đi, sát na chuẩn bị trả lời đây. Mấy vị khác sẽ im ru hết trơn, không ai trả lời, có cô Dung trả lời ra. Sát na chuẩn bị.
đại thiện, đại tố, hợp trí, đạo đại, sao gì lum lại. Sát na chuẩn bị là gì đâu? Cô Metta, cô Nhật Quỳnh, Châu Nguyễn, Nguyễn Như, Hồng Mai, Thời gian Nhật Hạ, Đâu Im Ru trơn rồi, Thâm Mái Nanh Đá, Đâu trơn rồi. Giờ nếu là phàm thì là gì? Nếu giờ tính là phàm đi, khoan tính là A-la-hán là phàm, thì là tâm gì? Đúng rồi, bốn đại thiện hợp trí, một trong bốn cái đó làm chuẩn bị tâm đại thiện hợp trí đàng hoàng nha. Với đắc thiền là phải hợp trí với đắc thiền được nha, ly trí không đắc thiền được nha quý vị. Cho nên từ sát na chuẩn bị, chuẩn hành, thuận thứ, bỏ bực, bốn cái này là phải thuộc về thiện hợp trí hết. Nếu là từ phàm nhân mà chứng đắc thiền đó, thì là thiền hợp trí. Còn nếu không vị đắc A La Hán rồi ta tu vô thiền á, thì cái này là chỗ này á, là phải tâm hạnh, tâm của Di Tác, tâm của A La Hán. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi sắc năm thiền này là thiền gì đây? Alo. Sắc năm thiền gì? Ai không biết thiền đó đại, nhưng mà thiền gì mới được? Sơ thiền chính xác, không phải là đã chính xác, đây là đắc đầu tiên ha, lần đầu tiên chứng đắc là phải là sơ thiền. Sơ thiền thiện hay là sơ thiền di tác ha. Rồi như vậy là chúng ta có được những cái loại tâm là được rõ ràng ha. Quý vị có hiểu không thì alo. Cô Metta, cô Nhật Quỳnh có hiểu không? Nguyên Như, Châu Nguyễn có hiểu không? Quý vị nắm được không? Alo. Rồi, ok. Bây giờ sát na chuẩn bị, tức là từ chỗ hậu kiếp vượt qua rung động dứt dòng kháng nghi môn, rồi chuẩn bị là bắt đầu nó vô cái lò động tóc này. Chuẩn bị, chuẩn bị ở đây phải là thiện hợp trí. Nếu mà là người phàm mà tu đắc thiền á, thì cái chuẩn bị này phải là tâm thiện hợp trí. À, rồi cận hành cũng vậy, thuận thứ cũng vậy, bỏ bực cũng vậy. Rồi thiền, thiền đây là bước vô là sơ thiền. À, bước là vô là sơ thiền. Rồi, có một số chú giải ta cho rằng khi mà bước vô cái lộ này đó, lộ đầu tiên sơ thiền đó, thì chuẩn bị cẩn hành, lượng thứ bỏ bực, phải là thiện học trí mà phải là thọ hỷ nữa. Bởi vì vô cái sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc định thì nó phải có sự tương ưng với nhau. Thì chuẩn bị cẩn hành, tưởng thứ, bỏ vật phải là thiện hợp trí mà thuộc về thọ hỷ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ ha. À, chuẩn bị cẩn hành, tưởng thứ, bỏ vật thiền, thiền mà thuộc về thiền sắc giới, sơ thiền của phàm nhân là sơ thiền ha, sắc giới. Còn bậc A La Hán thì là sơ thiền thuộc về di tác. Rồi nắm được chưa? Alo. Tức là khi mà một người muốn chứng đắc được thiền, muốn đắc được thiền định này, cái nền tảng cơ bản đầu tiên phải là cái tâm tục sinh và làm gì hậu kiếp, tâm tục sinh phải là tâm thiện hợp trí, tâm quả thiện hợp trí là cái nền tảng, là phải là quả thiện hợp trí, phải là có trí tuệ mới chứng đắc được thiền được, là một. Cho nên là cái căn bản đầu tiên. Và cái thứ hai, khi đi vào trong cái lộ thiền á, thì vô chứng đắc lộ thiền á, thì nó cũng phải hợp trí luôn, chuẩn bị cận hành những thứ bảo bực phải là hợp trí hết, chứ không có thiện ly trí về được. À, đây là cái thứ hai. À, thứ ba phải là thọ hỷ. À, những vấn đề đó mình cần nắm ra ha. À, rồi mới đắc được cái thiền đầu tiên. Thế vậy khó vậy ha, không phải dễ đắc thiền được, rất là khó. Tại vì cái nền tảng gốc đầu tiên của mình nó chưa chắc là mình là người tâm nhân. À, có tâm tục là tâm thuộc về tâm quả mà hợp trí và đầy đủ của ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. Rồi khi đó mình chứng đắc vô thiền phải là thiền
những cái tâm thiện hợp trí hết. Tức là khi chúng ta tu tập thiền phải dùng trí tuệ kia mới chứng đắc được, chuẩn bị thực hành từ thứ bảo vật và mới đắc được thiền. Được chưa? Nắm được chưa? Hello. Tôi cần ghi ra không? Ghi ra ghi luôn. À, có cần ghi ra ghi luôn. À, ghi chuẩn bị cẩn hành thứ ba bậc thuộc về thiện hoặc là di tác hợp trí. Thọ ý luôn cũng được, nó ghi luôn thọ ý luôn. Được. Và về thiền, sơ thiền. Thì phải đều đã rồi, hoặc là di tác kèm theo được, hoặc là di tác di tác. Cái này mình để ý là thêm chút xíu nha, có cái chuẩn bị á, thì thuộc về người mà là động căn chậm chút xíu thì có thể là hữu trợ nha quý vị. À, chuẩn bị là hữu trợ. À, có thể là hỗ trợ, còn khi nào không có chuẩn bị á thì là vô trợ. À, để ý thêm chút xíu cho nó ha. Tức là mình học rồi mình để ý mấy cái chi pháp đó. Ghi lại cho rõ ràng đi ha. Được chưa? Ghi xong chưa? Alo, quý vị ghi xong note xong chưa? Rồi, mấy sắc na kia cũng vậy luôn ha. Mấy sắc na kia cũng vậy, chuẩn bị là cận hành thượng thứ bỏ bực cũng vậy ha, giống nhau. Cũng là những cái loại tâm đó. Có sắc na tâm thiền khác thôi, sắc na tâm thiền nó khác. Rồi, cô Nhật Quỳnh nắm được chưa? Cô Meta nắm được chưa? Do vậy mình bỏ cái chữ vô trợ ra đi, ghi vậy ha. À, sắc na chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. À, là tâm đại thiện mở ngoặc đi, đại thiện mở ngoặc di tác hoặc di tác, hay là đại thiện thọ hỷ hợp trí mở ngoặc hoặc là di tác. Rồi xuống dòng mới ghi rằng, mới ghi thêm cái vấn đề là vô trợ. Bởi vì nói là ghi lại lần hoàng, ghi lại năm cái đi, cô Châu, cô thư ký ghi lại nè. Bị cận hành những thứ bỏ bực là đại thiện thủy hợp trí hoặc là di tác. Rồi, à, được chưa, ghi xong chưa? Tức là bốn cái loại, bốn sắc na tâm này là thuộc về đại thiện thủy hợp trí hoặc là di tác thủy hợp trí. Rồi xuống dòng, nếu là lợi căn thì vô trợ, mà động căn là hữu trợ. Đó, như vậy cho nó rõ ràng. Nếu là lợi căn thì vô trợ, mà động căn thì hữu trợ. Rồi, đúng rồi đó. Được chưa quý vị, nắm được không? Nắm được cái cách này rõ ràng hơn không? Khi note ra về thì nó rõ hơn, để mình dễ hiểu bài hơn.
chưa, ghi chưa, hiểu không? Cho biết đi, cho biết cái bông này. Cô Meta nắm được chưa? Quỳnh Như nắm chưa? Cô Nhật Quỳnh đâu mất rồi. Quý vị nắm được chưa? Giang Nhật Hạ vậy nè, Thâm Anh Anh đó, vậy nè, nắm được chưa? Thì đó, đọc mấy sắc na. Chuẩn bị, cẩn hành, từng thứ, mỗi bực. Thiền. Mấy cái năm thôi. Thiền, đặt thiền cái năm thôi. Nếu mà lợi căn thì bỏ luôn, cái chuẩn bị luôn ha. Được chưa? Dễ hiểu mà, lắm được chưa? Lợi căn thì bỏ cái chuẩn bị, mà độn căn thì có cái chuẩn bị, vậy thôi. Có à. À, bây giờ nói lại là cái lộ trình tâm đắc thiền ha, nó có những cái sự diễn tiến của nó. Là hộ kiếp vừa qua, đúng động, dứt dòng, kháng y môn, cái này mình không nói không? À, mình không nói không? Rồi, chuẩn bị, cẩn hành, thuận thứ, bỏ bực, thiền, là lộ tâm, bắt đầu lộ động tốc của thuộc về đắc thiền. Và có chuẩn bị, cẩn hành, thuận thứ, bỏ bực, thiền. Thì từ cái chuẩn bị cho tới bỏ bực, tức là chuẩn bị, cẩn hành, thuận thứ, bỏ bực, bốn cái sắc na tâm này đó phải là hợp trí, phải là tâm hợp trí, tức là thiện hợp trí hoặc là duy tác hợp trí, họ hỷ. À, bởi vì đắc sơ thiền là phải hỷ, thì cho nên là bốn cái sắc na tâm này phải là tâm thiện họ hỷ hợp trí hoặc là tâm duy tác họ hỷ hợp trí. Rồi nếu mà là người lợi căn á, thì cũng có chuẩn bị, bỏ sắc na chuẩn bị ra. Nếu mà người độn căn thì có chuẩn bị. Thì như vậy chuẩn bị, cận hành, luận thứ, bỏ bực là thuộc về người độn căn. Mà nếu mà bỏ chuẩn bị ra là người lợi căn, cận hành, luận thứ, bỏ bực, thiền. Rồi vậy thôi, đâu có gì đâu, khó đâu. Chuẩn bị, cận hành, luận thứ, bỏ bực. Rồi vậy thôi, đơn giản, easy. Vậy. Thấy học cái đơn, hiểu cái đơn rồi nói cái hiểu liền như vậy. Rồi đúng rồi đó, từ chuẩn bị cẩn thận tới bảo bực là toàn đại thiện duy tác họ hỷ học trí. Nếu là căn vô trợ đoạn căn hữu đời đó, đó vậy đó. Giờ ghi giờ lấy giờ là chính xác nhất ha. Đây lên đại học cái đơn này. Bậc bậc đại đại học hết rồi. Được chưa, chính xác lắm, được hết chưa, lắm nữa chưa, cho biết đi quý vị, cho bông hoa này lên đi, bông hoa lên đi. Còn ai nữa không? Châu Nguyễn rồi, Tiên Thiện Hữu hiểu rồi. Lợi căn không cần chuẩn bị, đi cái rạc, đúng rồi. Rồi ha, ok, nắm được hết không? Rồi. Rồi, tiếp theo, giờ tiếp tục chút xíu đoạn đó thôi. Sắc na hai chấm, bây giờ mình có bao nhiêu sắc na đây? Sắc na có mấy đây? Sắc na có sáu, đúng rồi, xà thú, kháng y môn là một ha,
Rồi, con dung ghi rõ đó luôn ha, đúng rồi. Sát na giùm nói chung thì có sáu cái môn chuẩn bị căn hành, những thứ bỏ bậc thiền, sáu sát na. Nếu lại căn bỏ cái chuẩn bị ra, đó là sáu bậc năm. Rồi, tứ tâm có mấy đây? Kháng nghi môn là một, đúng chưa? Tứ tâm mình có là kháng nghi môn một, bốn thiện hợp trí có không quý vị? Bốn thiện hợp trí có không? Bốn thiện hợp trí hỷ có hai thiện hợp trí thôi. Okay. Hai thiện hợp trí, nhưng mà con số sách ta vẫn ghi ra là bốn như là hợp trí ha. À, nhưng mà ở đây thì mình chỉ tính hai thôi, vì thọ hỷ thì tính hai thôi, còn nếu mà nói chung chung thì nó hợp trí là bốn. À, thì giờ mình tính là hỷ thì có hai, rồi di tác có mấy rồi? Tác cũng hai luôn. Rồi, bây giờ đáo lại. Đáo lại có mấy? Chào một nữa. Đáo đại có mấy này? Chứng đắc lần đầu tiên có mấy này? Sơ thiền có mấy? Sơ thiền có mấy? Sơ thiền có hai chứ sao là một vậy? Hai tại một thiện một tốt hay là hai chưa? Rồi đó là mình phân tích kỹ là hết vậy ha, phân tích kỹ lưỡng là hết vậy ha. Nhưng mà rồi, trong trong sách thì ta ghi chung hết, ta ghi tổng số để cho mình biết tổng số là chung hết vậy ha. Là ta ghi là tất cả là có tới 27, ta ghi chung hết luôn. À, để mình đọc muốn mình biết là ta nói tổng quát thôi, nói số chung chứ không có phân ra từng loại tâm cho mình. À, phân chung là thì tứ tâm là có 27 là kháng nghi môn, rồi bốn cái tâm thiện hợp trí, bốn di tác hợp vậy, bốn di tác dục giới hợp trí, rồi chín thiện đáo đại, chín di tác đáo đại, ta ghi chung á, chung thì nó cho dễ. À, còn mình muốn mình ghi lại thì mình ghi khác. Về chứng đắc thiền đầu tiên phải không? Rồi muốn ghi sao ghi, ghi ghi kiểu nào mà ghi ha. Rồi thì thống nhất vậy đi. Rồi đọc gì đâu, đọc tứ tâm đồng ghi hai kháng nghi môn là một ha, kháng nghi môn một ha. Rồi hai cái thiện dục giới hợp trí hỷ,
giờ ghi theo 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 cái đắc đầu tiên đi cho nó rồi mình ghi cho nó rõ ha. Cái nghi môn một hai di tác cái hai thiện dục giới hợp trí hỷ là ba, hai di tác dục giới hợp trí hỷ là năm, đúng không? Hai sơ thiền dục giới ấy, hai sơ thiền thiện và di tác bảy, như vậy là có như một ba năm nữa bảy thôi. Bảy mở ngoặc, bảy mở ngoặc tính theo chứng đắc sơ thiền lần đầu tiên, cho rõ ràng ha, mở ngoặc tính theo chứng đắc sơ thiền lần đầu tiên. Được chưa? Ghi lại đi, ghi lại đi. Ghi cho đây. Hai cái nghi môn, hai thiện giới hợp trí, hai di tác dục giới, hai di tác hợp trí, hai sơ thiện thiện tác, hai chứng đắc sơ thiện đầu tiên. Rồi, được chưa? Nắm được chưa quý vị? Hello, ghi kịp chưa? Giờ nếu đắc nhị thiền thì sao? Nếu đắc lần mà cái gì cũng vậy đó, nhị thiền cũng vậy thôi. Nếu mà người ta hỏi thì mình giờ mình nói đắc nhị thiền thì cũng giống vậy, đắc tam thiền cũng giống vậy, đắc tứ thiền cũng giống vậy thôi ha. Chỉ có ngũ thiền là bắt đầu là cái dục giới mà hợp trí rồi phải là xả, thì cái ngũ thiền là phải là xả ha. Nếu mình tính theo kiểu mà đắc đắc vậy đó. Nhưng mà cái này là đắc đầu tiên mà phải là sơ thiền. Được chưa? Ghi ra rõ rõ á. Dương Quỳnh, có Dương Quỳnh hiểu không? Có mấy ta hiểu không? Alo. Động não chút xíu nữa nó nổ bóp bóp nghe, đắc luôn thiền luôn, gọn gàng khỏi mất công đi hành thiền mà ha. Suy nghĩ động não xíu tập trung vô cái nổ bóp bóp nghe, đắc sơ thiền liền mà chuẩn bị con hành lần thứ chuyển tộc để chuyển tánh thiền nghe là xong khỏe rè. Rồi Nhật Bình, rồi thứ tâm hai chấm có rồi phải không, ghi ra chưa? Rồi chặn, chặn thì có mấy, chặn có hai là dễ hiểu ha. Chặn là có hai là kháng y môn như là động lực thôi, chặn có hai. Chặn có hai người, người có năm là một phàm, một phàm tam nhân cộng bốn thánh quả. Người có năm, một phàm tam nhân cộng bốn thánh quả. Người phàm phải là tam nhân mới chứng đắc được thiền ha, rồi cộng với bốn thánh quả mà đánh đắc thánh thì tu thiền thì vẫn đắc được thiền. Năm
chưa? Ghi kịp chưa? Cõi hai chấm. Thầy. Cõi hai chấm. Có 26 cõi trừ vô tưởng và 4 cõi khổ. 26 cõi trừ vô tưởng và 4 cõi khổ. Hết rồi, có đây hết rồi, ngưng rồi. Ở đây ngưng rồi. Hết giờ. Cõi 26 trừ vô tưởng và 4 cõi khổ. Ở đây 26 gọi là tính chung nha, tính chung. Tính chung, còn nếu mà là tính từng cõi thì khác nữa, tính chung vậy cho nó dễ hiểu ha. Rồi, xuống dòng là ghi chú tuần sau. Ghi chú hai chấm tuần sau. 26 lưu tâm đúng rồi. Ghi chú tuần sau. Rồi, ở đây đã hết giờ ha. Anh làm cái nhiều quá rồi, ở đây khùng luôn rồi. Ở đây là tẩu quả nhập ma đây. Rồi, hôm nay mình học ở đây rồi, lần sau mà nhắc là học tiếp nha, lần sau bắt đầu vô chỗ ghi chú. Này, ok, căng thẳng quá à. Rồi, hôm nay mình ngưng ở đây là vừa phải lẽ ha, đúng lúc ha. À, rồi do phước báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Ca. Dạ sa thú đành thay. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ, thành kính tri ân thầy kinh đã tận tâm giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự là bài học ngày hôm nay rất là khó, nhà đối với Nhật Quỳnh rất là khó. Phần hoàn cảnh nhân, nhà hoàn cảnh của Nhật Quỳnh ở bên này, ở bên ngoài rất là ồn ào nên không có dám cầm mic. Kính mong thầy và đạo tràng hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ, đạo tràng nghe được âm thanh Nhật Quỳnh phải không? Nói nhỏ nhỏ cũng không dám nói lớn luôn. Dạ. Dạ, cảm ơn Thiện Phụ. Dạ, cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Dạ, Nhật Quỳnh coi coi Đại Đức Pháp Trang. Dạ, Đại Đức Pháp Trang còn trước mãi không sư? Sư có nghe được âm thanh con không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, Đại Đức Pháp Trang có trước mãi không? Cho con xin một tín hiệu bạch sư. Như là sư không có trước mãi rồi. Dạ, vậy là Đại Đức Pháp Trang không có trước máy rồi. Dạ, kính mời thầy kinh trở lại đạo tràng, chúc phúc cho đạo tràng. Rồi Nhật Quỳnh xin hội hướng phước ạ. Dạ, kính mời thầy kinh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ya, Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sa Ca Ya. Dạ, quý chư tăng đi hết rồi. Thôi, giờ mình đại diện mình đọc ha. Bao tu sắp ba măng gà lăng rác khăn tu sắp ba đê và ta sắp ta bụt ta lu pha vê na sa đa sa ti pa văn tu tê. Bao tu sắp ba măng gà lăng rác khăn tu sắp ba đê và ta sắp ba thăm ma lu pha vê na sa đa sa ti pa văn tu tê.
Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho mỹ mãn. Một thà dạ, đặc mô tâm bảo. Dạ, sa thú lành thai. Một lần nữa, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn thầy Kinh rất là nhiều, và đã giúp cho đạo tràng học buổi học ngày hôm nay. Và cảm ơn Châu Nguyễn đã quét bài. Dạ, Nhật Quỳnh có lỗi làm gì, kính mong thầy và đạo tràng hãy hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng chư thiên với quả phước mà học video pháp ngày hôm nay ạ. Ya đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu bề kha re bô thi kha re ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pa quan tu bô chi ta sa thình kha rôn te ta vi ha ra man đa lê thể ra cha mạt cha na qua ca cha phật kha bô sa ra mi ca đa na ba na pa ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha sa ra sáp ba na phổ ta su phi ta pa quan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pa qua san se la cha ta a ta vô pa pa ti ca nêu ya ni căng tham ma qua rang ma tịch cha te sắp bê bị được ra sa ca rơn tu sang ca yang tha tu chi rang sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha phúc ca la sang go ho tu sa ma go qua a tha ya cha hi ta ya cha am hê ra cơ tu sắc thẩm mô sắp bê bị thẩm ma cha di nô vụt thinh sam ma bữa nay ya ma tha di dập ba quê đi tê. Chúng con thành kính đảnh lễ dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong gồm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chung quanh nhà thầy Kinh, chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong gồm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh năng bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng bình nhân niết bàn sa bát cha yo hô tu. Ý đăng bình nhân niết bàn sa bát cha yo hô tu. Ý đăng bình nhân niết bàn sa bát cha yo hô tu. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chi tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cho chúng con được học ghi diệu pháp, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ viên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an đạt thành tựu đạo quả y như hiện. Kính cảm ơn quý bà quý cô tu quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thầy kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành trường Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều thơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, với thầy kinh, với quý bà quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài thầy kinh và đạo tràng. Con kính chúc quý ngài thầy kinh và đạo tràng luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Và vì hoàn cảnh đặc biệt kính mong đạo tràng hoan hỷ
cho Nhật Quỳnh khép cửa rừng. Dạ, cảm ơn thầy Kinh rất là nhiều.